Mọi người đều tin rằng đây là một thế giới có nhân có quả. Chỉ cần mỗi bước đi đều cẩn thận thì tự khắc sẽ có kết quả tốt đẹp. Nhưng mà trong thế giới của tôi, cho dù cẩn trọng từng bước cũng chưa chắc sẽ không có sai sót. Cuộc đời có khá nhiều chuyện ngoài ý muốn không thể ngờ được. Nhìn lạ thiệt chứ. Sao gọi là máy nuôi thú ảo vậy? Wow, nhìn lạ vậy? Cũng vui ghê ha. Cho tôi coi vậy. Là trứng hay gà vậy? Wow. Cái này là đồ ăn sao vậy? Cho nó ăn mỗi ngày. Wow. Wow. Cho nó ăn đi, cho nó ăn đi. Chuyện gì đó? Tôi là chủ nhiệm cấp cao điều tra công sở Liêm Chính, Lạc Chí Hoa. Chúng tôi muốn tìm Trang Dĩ Văn, phiền cô mở cửa giùm. Tử Phong. Ừ, ba. Sao con lại ở đây? À, đây là nhà bạn của con, bảy là Trương Dĩ Phạm. Ba cũng quen biết ba bạn ấy hả? Thưa sếp, vậy tính sao? Cứ làm việc đi. Tử Phong, ba đang làm nhiệm vụ, con qua ngồi một bên nha. Anh là Trương Dĩ Văn phải không? Đúng vậy, có chuyện gì không? Tôi là chủ nhiệm cấp cao điều tra công sở Liêm Chính, Lạc Chí Hoa. Anh Trương Dĩ Văn, chúng tôi nghi ngờ anh thông đồng với công ty điện lực tự ý can thiệp vi pháp vào đồng hồ điện thuộc nhiều tuyến đường ở Hồng Kông, vi phạm điều 2 chương thứ 201 bộ luật Hồng Kông, điều lệ chống hối lộ. Bây giờ chính thức bắt giữ anh. Nè, mở cửa, mở cửa đi. Mở cửa ra, cửa tôi vô. Mở cửa ra, mở cửa còn dưới. Đưa tụi nhỏ đi mau. Cửa còn dưới. Nhất định. Mẹ ơi! Cứu con với! Cứu con với! Cứu với! Chị hai còn ở trong đó. Tử Hưng! Nè! Tử Hưng! Chạy đi! Chạy mau đi! Chị Phạm! Chị Phạm! Chị Phạm! Chị Phạm!
buổi tập huấn hôm nay nhằm mục đích để mọi người luyện thành thạo ba động tác cơ bản khi giáp lá cà. Thứ nhất, căng gốc. Thứ hai, xoay người. Thứ ba, chuyển tay mạnh yếu. Trước khi vào nhà lục xét, điều cơ bản nhất chính là căng gốc. Vào nhà, nghiêng người góc 30 độ, góc 45 độ, góc 90 độ, rồi mới bước tiếp vào nhà. Ba động tác này là yêu cầu tối thiểu khi giáp lá cà. Mong mọi người tập luyện cho tốt. Xin lỗi sếp, tôi tới trễ. Bắt đầu từ hôm nay, đình chỉ cô tập huấn 1 tháng. Sếp, tôi biết là tôi sai nhưng tôi chỉ trễ có 5 phút, sếp có thể... Đi trễ tức là đi trễ. Lúc cô truy bắt tội phạm trễ 1 phút thì tên tội phạm đã chạy mất rồi. Khi đối mặt với tội phạm đang cầm súng, nếu cô trễ 1 phút thì cô sẽ đi đời. Chúng ta là ICAC, phải luôn bảo vệ người dân, giữ gìn trật tự xã hội. Năng lực càng lớn, trách nhiệm sẽ càng cao. Gặp phải vấn đề thì phải tìm cách giải quyết, chứ không phải tìm lý do biện hộ cho chính mình. Đã rõ chưa? Dạ rõ. Lấy súng. Chúng tôi vừa nhận được một email tố cáo nặc danh, khiếu nại một nhân viên hải quan nghi ngờ đã nhận hối lộ để cho một số phương tiện khả nghi đi qua vịnh Thâm Quyến. Người bị tố cáo là một nhân viên hải quan cấp cao tên Bạch Chí Khuôn, 33 tuổi, trực thuộc khu cảng biên giới Hồng Kông, đã làm việc 2 năm tại vịnh Thâm Quyến, đã kết hôn. Vợ của hắn tên Lưu Tú Văn, 24 tuổi, nghề nghiệp tự xưng là người mẫu. Chỉ có gì đó thông tin thôi sao? Hắn đã cho phép loại phương tiện gì đi qua hoặc có dính líu tới công ty vận chuyển nào không? Không cần hỏi nữa, chỉ có như đây thôi. Có một chuyện mong mọi người hiểu rõ, dạng tố cáo nặc danh kiểu này thật sự rất khó để điều tra, vì không thể tìm được người tố cáo để hỏi thêm nhiều thông tin. Theo kinh nghiệm trước đây của tôi, chỉ có 10% cơ hội có thể tiếp tục điều tra, nhưng mà không thể vì cơ hội mong manh mà lơ là điều tra. Bởi vì mỗi một người dân khi họ thấy nghi ngờ hợp lý thì họ mới tố cáo. Còn chúng ta thân là điều tra viên, khi nhận được khiếu nại thì phải dốc hết sức điều tra tới cùng. Yes sir. Quy tắc cũ, mọi người chia ra tìm manh mối theo nhiều hướng khác nhau. Cậu Lực, cậu phụ trách kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng của vợ chồng Bạch Chí Khuôn. Quy lớn quy nhỏ, hai người phụ trách theo dõi Bạch Chí Khuôn, giám sát sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng họ. Phải đặc biệt chú ý hành tung của hắn sau khi ta làm. Cậu Lực, cậu phụ trách kiểm tra mạng xã hội của vợ chồng Bạch Chí Khuôn, điều tra xem họ thường liên lạc với ai. Cô An, cô và cậu Thông phụ trách liên lạc với phía hải quan, lấy cho tôi lịch trực ca của Bạch Chí Khuôn trong nửa năm nay, cộng thêm lịch sử ghi chép về những phương tiện mà anh ta đã cho qua cửa khẩu. Chúng tôi là ICAC, chúng tôi muốn lấy lịch trực của Bạch Chí Khuôn, mong ông hợp tác điều tra. Sau 2 tuần theo dõi Bành Chí Khuôn, mọi người có phát hiện gì không? Lịch trực ca và lịch sử ghi chép về tất cả phương tiện mà Bành Chí Khuôn cho phép đi qua cửa khẩu đều có đủ. Chúng tôi phát hiện tình cảm vợ chồng của Bành Chí Khuôn rất tốt. Sau khi tan làm còn rủ nhau đi dạo phố, ăn uống, vui chơi này nọ. Hình như vợ chồng họ rất thích đi mua sắm. Mới bữa trước, họ đã mua một cặp đồng hồ trị giá khoảng 300.000 đô. Về nhà cửa xe cộ thì sao? Căn nhà mà họ đang ở là nhà thôi. Còn về chiếc xe thì... Hắn nói với mọi người là do anh hắn cho hắn mượn. Hắn là con một mà, làm gì có anh chị em. Vậy là có mờ ám rồi. Còn một chuyện lạ hơn nữa, chúng tôi phát hiện 2 tuần nay hắn thường lui tới cái phòng trà này. Ê, là phòng trà chuyên hát nhạc xưa thì phải. Nghe nhạc đâu có phân biệt tuổi tác đâu, giống như xếp lạc vậy. Rất thích nghe nhạc của Quan Chính Kiệt. Tôi cũng có nghe nhạc của Mai Diễm Phương mà. Đủ rồi. Tôi nghĩ chắc mọi người cũng không có hứng thú muốn biết hai người thích nghe nhạc gì đâu. Quay lại chuyện chính đi. Có điều tra được tại sao hắn thích tới phòng trà này và sau khi bước vào nghe nhạc gì không? Chưa điều tra được, nhưng chúng tôi phát hiện có vẻ hắn rất thân với nhân viên của phòng trà này. Hình như hắn thường tới ủng hộ. Còn tài khoản ngân hàng thì sao? Vợ chồng họ tổng cộng có 4 tài khoản ngân hàng, tất cả đều không có khả nghi. Được, nghe xong tất cả manh mối, mọi người có suy nghĩ gì không? Tôi cảm thấy có chút hơi kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào? Ngày hắn đi mua hàng hiệu và ngày lui tới phòng trà
lần nào cũng giống nhau. Mọi người, có ai chú ý thấy mỗi lần hắn ghé phòng trà này xong thì sẽ đi mua sắm không? Nghe nhạc xong liền bung tiền đi mua sắm, trùng hợp gì sao? Tôi cảm thấy Bành Chí Khuôn với phòng trà này đều rất khả nghi. Tôi đồng ý với cách nghĩ của Tử Phong. Theo thông tin mà hiện tại chúng ta đang có, chúng ta có lý do tin rằng Bành Chí Khuôn có mức thu nhập không tương xứng với chức vụ. Thư tố cáo này thành lập, có thể chính thức mở hồ sơ. Nơi đầu tiên cần phải điều tra chính là phòng trà Phong Hoa. Qua đây coi thử đi. Chào chị. Chắc chị đang khát lắm phải không? Trà đẹp, mời chị uống nước ép cam nha. Bành Chí Khuôn kìa. Một thứ xuất hiện, tôi vào trong coi sao. Giữ liên lạc. Bye bye. Bye bye. Quỳnh lớn, ra hẻm sau canh chừng. Ôi. Ê, làm phiền ông quá. Quỳnh lớn, mục tiêu đang tới chỗ cậu. Có gì tôi gọi ông nghe. Chào anh muốn tìm ai? Xin lỗi nha, lâu rồi tôi chưa thấy qua dạng phòng trà cổ xưa như vậy nên mới bước vô coi thử thôi. Ai dạ, không có ai trong đây hết. Ở đây buổi tối mới mở cửa. Nếu vậy mai mốt tôi mới tới, tạm biệt nha. Đợi chút. Nhấp con. Năm ấm trà Văn Đức, Đông Nam, Tây Bắc, để coi đứa nào háo sắc nhất. Tôi là bé mập nè. Cô đúng là bé mập thật sao? Bây giờ nhìn cô có chỗ nào giống bé mập đâu chứ. Nhìn anh đâu thấy chỗ nào giống nhóc con đâu. Sao hả? Thấy tôi hát sao? Còn hỏi nữa sao? Cô có quá trời fan luôn rồi kìa. Không ngờ tôi kiếm tiền vào ca hát có phải không? Đúng là không ngờ thật. Nhưng mà tại sao cô lại chọn hát ở đây vậy? Thật ra phòng trà này là của sư phụ và sư mẫu của tôi. Hồi xưa má tôi cũng từng hát ở đây. Sau vụ sập nhà năm xưa, tôi đã được đưa tới cô nhi viện, ở đó chán lắm. Nên những lúc rảnh rỗi tôi hay về đây nghe nhạc lắm. Sư phụ biết tôi thích hát nên đã nhận nuôi tôi. Sư phụ và sư mẫu của tôi rất thương yêu tôi, đối xử tôi như con gái ruột vậy đó. Dĩ nhiên rồi, lúc đó gia đình mập ú nù, ai giờ cũng thương nó hết nên mới có quá trời người tới ủng hộ cho nó. Ở lại ăn cơm chung đi. Dạ thôi đi, đừng khách sáo mà. Có gì đâu, cơm canh đạm bạc thôi mà. Vậy cô cảm ơn. Ăn cơm chung chỗ đi. Chỗ này toàn người quen không à, ngồi tự nhiên đi. Ok. Mấy khách quen thích nhất là tới đây ăn cơm tán dóc. Đúng rồi. Có một số người già cô đơn có chén cơm nóng ăn, họ thấy vui mừng lắm. Đồ ăn ít đừng có chê nha. Dạ không có đâu. Má anh sao rồi, chị Tư Hân nữa? Mấy năm trước tôi có gặp lại cái Minh thiếu gia đó hả? Đúng vậy. Nè, bữa nào chúng ta ăn cơm đi. Hey. Ê bác Hồng. À. Chào bác. Bác khỏe không? Lâu rồi không gặp bác. Ngồi đi. Nè, bà của gia đình cũng tức là bạn của chú, nhớ ghé ủng hộ nhiều nhiều nha. Ghé chứ. Nè, nói tôi mới nói, bạn của nó toàn là người lớn tuổi không à. Mấy đứa cỡ tuổi như cậu á, không có bao nhiêu người đâu. Ở đây náo nhiệt ghê đó. Nè, ăn cơm đi. Ăn cơm. Ăn cơm đi. Mọi người chú ý hai tấm hình này. Tấm này chụp lúc Bành Chí Khuôn đi vô, còn tấm này chụp lúc hắn bước ra. Có thêm một cái túi màu đen. Lấy vào trong túi đang đựng tiền. Không loại trừ khả năng này. Nếu thực sự là tiền, cũng có thể là thù lao mà người ta trả cho hắn. Vậy mọi người có biết là ai đưa tiền cho hắn không? Tạm thời vẫn chưa điều tra được. Nhưng theo quan sát lúc đó, Bành Chí Khuôn chỉ tiếp xúc với ông chủ phòng trà là Tạ Hoành Phong thôi. Có nhiều chỗ giao dịch mà không chọn, lại chọn tới phòng trà này à? Cho nên vụ án lần này
rất có khả năng liên quan tới ông chủ phòng trà, ông Tạ Hoành Phong. Chà. Ừ, đã không? Ồ, đã lắm, đã lắm. Ô chà, đã. Bố chị ngồi đi, lời hại quá rồi. Đi. Đã quá. Cảm ơn. Con làm sư mẫu cười tới đau bụng. Xoa bóp mà như lên sân khấu ca hát nhảy múa vậy. Gì chứ, tại con không nhịn được thôi mà. Sư phụ à, hả? Sau này sư phụ muốn hát lúc nào cũng được hết. Ngày nghỉ cũng được hát, lúc làm việc cũng được hát. Có thật không? Cái micro này không thấm nước đó. Hả? Tới lúc đó một người hát ở phòng khách, người còn lại hát ở phòng tắm cũng được luôn. Là thật đó hả? Ba phòng tắm cho phục phòng khách cũng xong ca được hả? Đúng vậy, đã lắm đó. Hát liền đi. Con hát cho sư phụ nghe. Được. Đây, giao cho tôi. Vậy cho tôi đi trước đi. Được, với dạ rồi. Tạm biệt. Sau đó mua thêm gói sản phẩm này chỉ có 180 đô. Tao có được không? Vậy lấy coi thử đi. Nè, cậu trai trẻ, nếu rảnh thì ghé nghe nhạc nha. Được rồi. Lâu rồi không thấy nha, hứa rồi đó. Được rồi, một tư xuất hiện, theo dõi đi. Nghe rõ. Wow, chị đổi kiểu tóc nha, nhuộm tóc xong nhìn tươi tỉnh quá. Đẹp lắm đó. Vậy sao? Con nhóc con đã làm xong bài tập chưa? Ôi trời ơi, sao mà trễ vậy, còn nói là đi uống trà chiều. Đệ tử của tôi không cho phép tôi ăn bậy đó, đúng thiệt là. Đơn cao huyết áp cao mỡ cao đó. Hả? Còn không nói đâu có ai biết, còn thiệt là. Ai không biết vậy hả? Bà xã. Vậy rồi sao? Phải đó. Vậy chờ tính sao đây? Lấy bàn sẵn ngồi chờ tôi đi. Được, nhớ nha. Chịu chưa? Sư phụ! Đồng nghiệp, tình hình sao rồi? Mấy đồng nghiệp mới tìm được đầu đạn. Gửi cho cục giám định vũ khí đi, coi thử nó thuộc mẫu đạn nào, từ đâu ra. Yes sir. Bên pháp y và pháp chứng đang làm việc. Nạn nhân Tạ Hoành Phong, ông chủ của một phòng trà. Nhân chứng hiện trường gồm có đệ tử nạn nhân Phương Gia Tình. Kim Minh. Tử Phong, sao lại ở đây? Cậu là bé mập hả? Phương Gia Tình, tôi là Di Kế Minh. Không ngờ gặp phải cô trong tình huống như vậy. Bây giờ vụ án này sẽ do tôi phụ trách. Tóm lại cô nghĩ ra được gì, có cần gì giúp đỡ cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, được chứ? Bây giờ Kế Minh làm trong ô ký. Ô ký? Tức là dự án có liên quan tới xã hội đen hả? Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra. Tôi đi gặp sư mẫu.
Sư mẫu cổ vừa rồi do quá kích động nên đã ngất xỉu, đã đưa tới bệnh viện rồi. Ừ, để tôi đi với hai người. Sư mẫu vừa mới gặp mắt thôi, hai người muốn hỏi gì thì hỏi tôi là được. Ờ, không cần gấp đâu, nếu cô vẫn chưa ổn chúng ta nói chuyện sau cũng được. Tôi ổn mà, tôi muốn giúp một tay mau chóng điều tra ra sự thật. Đừng gấp mà, cứ từ từ nói. Sư phụ là một người rất tốt, trước giờ sư phụ không gây thù oán với bất cứ ai. Tôi không hiểu sao mấy người đó lại làm như vậy với sư phụ. Vậy sư phụ cô ngoài việc quản lý phòng trà thì còn làm gì khác không? Lúc trước sư phụ có lái xe tải, nhưng đã nghỉ hưu nhiều năm rồi. Sư phụ có bằng lái hai chiều nên gần đây có người nhờ chở hàng. Vậy gần đây ông ấy có gì khác thường, có gì đặc biệt xảy ra không? Thứ sáu tuần trước, sư phụ lái xe về Đại Lục, vì tránh con chó nên đã đụng xe vào lan can trên đường. Lúc về nhà, sư phụ nói bị trật cổ. Tôi còn lấy rượu thuốc xoa bóp cho sư phụ. Sếp à? À, đợi chút đi chút. Bên giám định vũ khí gửi báo cáo rồi, đã xác thực khẩu súng là Black Tie 54, không có thông tin gì về việc nhập lô súng loại này hết. Ý, vậy là nhập bằng đường chợ đen rồi. Không truy được nguồn gốc rồi. Biết trước rồi, nếu dễ truy ra thì đâu cần chúng ta điều tra. Phải rồi, có manh mối gì à? Đúng rồi, chúng tôi đã đem hết tất cả các hình CCTV ở dọc đường Tân Điền về đây rồi. Cảm ơn nhiều. Bạn anh có nói chính xác là mấy giờ không? Phải đó sếp, phải coi từng cái một trong đống này thì khó lắm đó. Nói nhiều quá không cần làm việc hả? Chia ra coi đi. Hai cậu đó, khi nào mới có thể lanh lợi hơn một chút vậy? Anh đó, lanh lợi một chút đi. Lại là tôi nữa. Sếp à, qua đây coi đi. Sao hả? Là đoạn này rồi, ghi lại biển số xe, sau đó tra thử ai là chủ xe. Cảnh sát, cho hỏi ông Châu Chí Đường có nhà không? Tôi là vợ ảnh, sếp tìm ảnh có chuyện gì? Có một vụ tai nạn giao thông cần mời ông về hỗ trợ điều tra. Sếp Lạc, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Ông Tạ Hoành Phong lái xe tới biên giới, trùng khớp với thời gian ca trực của Bành Chí Khuôn. Vậy nghĩa là Tạ Hoành Phong hối lộ Bành Chí Khuôn, cho xe của ông qua biên giới mà không cần kiểm tra, giả thuyết này được thành lập. Ông Châu Chí Đường phải không? Ngồi dậy đi. Thứ tư tuần trước, tức là ngày 13 tháng 4, từ 3 giờ chiều tới 6 giờ tối, ông đang ở đâu làm gì? Thì đang ngủ đó. Thú vị vậy sao? Xe của ông đang ở Đại Lục, còn ông thì ở nhà ngủ. Có phải ông thuê Tạ Hoành Phong lái xe cho ông từ Tân Điền về Đại Lục không? Sếp à, người thì đâu có nhất thiết phải đi theo xe tôi. Tôi được phép cho người ta mượn xe mà. Ông tin tưởng ông tới mức cho mượn xe chạy sao? Bộ ông thân với ông lắm hả? Tại vì tôi là khách quen của ông, tôi thường hay tới phòng trà của ông ngồi chơi mà. Nếu vậy xuất hiện câu hỏi thứ hai rồi,
chính là Tạ Hoành Phong bị giết có liên quan tới vụ án này hay không? Theo thông tin của chúng ta, cuộc sống của Tạ Hoành Phong rất đơn giản, không hề đắc tội với ai, cho nên ổng đột nhiên bị người ta bắn chết, đúng là kỳ lạ lắm. Mặt mũi ổng sáng sủa tôi cũng đâu có ngờ. Tôi coi tin tức mới biết chuyện ổng bị người ta xử thôi. Nhưng mà cũng may á, ổng không có chết lúc lấy xe của tôi, nếu không chắc phải đem bỏ chiếc xe luôn đó. Xui xẻo thiệt mà. Xem ra xe của ông cũng xui xẻo lắm, nên chó nghiệp vụ mới sủa dữ dội vậy. Bổ sung thêm chút thông tin, chiếc xe mà Tạ Hoành Phong lái lúc còn sống, chủ xe là người của Liên Hưng. Lái xe cho xã hội đen, có khi nào lúc lái xe phát hiện đã biết bận động trời nào đó không? Nếu suy đoán của cậu là đúng, thì hàng hóa trên chiếc xe đó rất có thể chính là hàng cấm. Xin gì, không có phát hiện gì. Cảm ơn sư huynh. Dạ. Kiểm tra kỹ lần nữa đi. Yes sir. Bị chạy hồi nào vậy? À, chỗ này hả? Lúc Tạ Hoành Phong trả xe cho tôi có nói bất cẩn làm trầy thôi mà. Vết trầy lớn như vậy, ông đền cho ông bao nhiêu tiền? Ê, chỉ là chuyện nhỏ thôi, tính toán làm cái gì? Ông mà không tính với ông sao? Sếp à, sếp kỳ thị tôi hả? Người dân không được phép rộng lượng, nhà giàu thì không được phép keo kiệt sao? Nghe sếp nói như vậy, tôi thấy đau lòng lắm đó nha. Xuống xe. Anh Bà Chí Khuôn, ICAC đây. Chúng tôi muốn mời anh về hỗ trợ điều tra. Cô chạy đi. Thiếu một chút thôi. Ôi, mở đi mau lên. Xui thiệt á. Nhưng mà xui quá vậy. Mau mở đi. Thì rồi nhanh tay lên đi. Có lộn không vậy? Kỳ công sao xui quá trời luôn. Trời, mở đi mở đi mở đi. Nè chờ một chút đi. Lần này chưa 30 ngàn. Từ 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 từ. Chờ tôi theo. Thắng nhiều chút nha. Anh Đường. Ừ? Ông đầu bạc nói muốn dây 20 ngàn đó. Rồi cho ông dây đi. Ok. Ê sao nay trễ vậy? Thì vào tiếp đi. Đi. Cảnh sát Hồng Kông, giơ tay lên đầu. Tôi nghi ngờ các người tụ tập đánh bài trái phép. Giải tất cả về đồn hỗ trợ điều tra. Hai tay đặt lên dây, phía sau đi nhanh lên. Anh Đường thì khỏi rồi. Lần này cảm ơn anh nhiều. Anh Đường, anh bắt đứa bọn tôi. Đại ca sẽ không tha cho anh đâu. Đi xuống đi. Đi đi. Bây giờ tất cả đều biết anh là nội gián. Anh nghĩ đại ca của anh có dễ dàng tha cho anh không?
cậu gài tôi à? Tôi khuyên anh nên khai hết vụ của Tạ Hoành Phong, nếu không thì đi tù hoặc là bị giang hồ đuổi chém truy sát, anh tự chọn đi. Cậu bị điên hả? Trẻ chết người đó. Bắt được anh thì được rồi. Anh nói là khách quen của Tạ Hoành Phong, nhưng thật ra anh là chủ nợ. Ông ấy thiếu nợ anh mà. Người của sòng bạc khai hết rồi. Tên nghiện cờ bạc đó nợ tiền tôi thật, nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu, hơn 600.000 đô thôi. Có 600.000 mà giết người à? Nè, đừng đổ oan cho tôi. Tôi không có giết ông ta. Tôi giết chết ông ta kiếm ai trả tiền cho tôi hả? Tôi đâu có khờ như vậy. Ông ấy không chịu trả, anh nóng lên chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Sếp à, cậu lại biên kịch hả? Tạ Hoành Phong nghiện cờ bạc thôi, nhưng mà ông ta tốt tính lắm, lần nào cũng trả đúng hạn hết. Căn hộ ông ta đang ở cũng thế chấp cho tôi rồi, sao tôi phải giết ông ta? Anh còn nói dối hả? Anh nói cho mượn xe, thực chất là ông ấy nợ tiền của anh. Anh ép ông ấy lái xe qua biên giới đúng không? Cậu không thể nói vậy được. Ông ta biết lái xe kiếm được bộn tiền nên mới chủ động xin lái xe giùm tôi thôi, muốn mau chóng trả hết nợ nần. Tôi nói thật, tôi không có ép ông ta. Anh còn định lấp liếm sáng ra đi. Anh giỡn mặt với tôi hả? Buông tôi ra. Bình tĩnh lại đã. Nè sếp à, cậu phải tin tôi. Tôi rất hợp tác rồi, tôi đã khai hết cho các cậu rồi mà. Xem tin tức thê ngầu lắm, có bị thương không? Không sao, vẫn chưa giúp được cho tình. Không có tiến triển gì sao? Chiếc xe mà Tạ Hoành Phong lái, chủ xe nói là không hề giết ông ấy. Tuy chủ xe là người của Liên Hưng, nhưng sau khi điều tra chúng tôi cảm thấy ông ta không nói dối. Có khi nào Tạ Hoành Phong lợi dụng chiếc xe để vận chuyển hàng cấm không? Tôi cũng nghĩ vậy, ngay cả cảnh quyển cũng có phản ứng khi tới gần chiếc xe, nhưng lai lịch của Tạ Hoành Phong lại rất sạch sẽ. Nếu như cảnh quyển có phản ứng với chiếc xe, vậy là trên xe có manh mối rồi. Tạ Hoành Phong dùng xe của hắn thì chỉ có hai khả năng thôi. Một là sử dụng chất cấm trên xe, hoặc dùng chiếc xe để chở hàng cấm. Ông ấy chỉ là người bình thường thôi, chở hàng cấm hả? Vậy một người bình thường tự nhiên lại dính dáng tới xã hội đen, lại còn giúp cho họ lái xe, còn có khả năng gì nữa? Vay tiền bọn cho vay nặng lãi, chắc vậy rồi. Bởi vì chủ xe thật ra là chủ nợ của ông ấy, Tạ Hoàng Phong đã vay 600.000. Vậy chắc là Tạ Hoàng Phong đã được chúng nhờ chở hàng, nhưng mà ông ấy không biết mình đang chở hàng gì, trừ phi ông ấy kiểm hàng thôi. Anh có nhớ là Tình từng nói sư phụ cô ấy có lần lái xe vì muốn né một con chó đụng xe khiến bị trật cổ không? Vậy rất có khả năng sau lần tai nạn đó, ông ấy đã phát hiện mình đang chở hàng cấm, sau đó thì bị diệt khẩu. Nếu như chúng ta suy đoán đúng thì sẽ làm rõ được những tiểu tiết của vụ mà tôi đang điều tra. Tôi sẽ giao lại cho tổ điều tra chất cấm. Nói chung vì gia tình, tôi sẽ không tha cho tên hung thủ. Dùng tiết kiệm thôi, thu hết tôi không giúp được đâu. Anh thì quay rồi, dẹp được cả ổ. Phía Liên Hưng đang xào xáo lên kìa. Bộ bọn chúng không phục à? Thì cũng không có gì to tát, chỉ là một hang ổ nhỏ thôi. Ngược lại mấy tên lính mới gây phiền phức nè. Đại ca của Liên Hưng, Phó Thiên Diệu nổi tiếng dữ tợn, ai dám cả gan chọc hắn? Mấy người trẻ vì muốn tranh giành chức quyền, chuyện gì cũng dám làm. Ai vậy? Em trai ruột của Châu Chí Đường và đàn em của Châu Chí Đường đó. Liên quan gì tới họ? Đàn em của ổng vì muốn lên chức nên đi giết người. Ông chủ Phong Hoa và nhân viên hải quan là do hắn giết đó. Nhưng mà thì ra vụ Phong Hoa đó, hắn đã làm quá tay. Vốn dĩ hắn chỉ muốn dọa ông chủ phòng trà thôi, ai ngờ lỡ tay gây ra án mạng. Tôi còn nghe ngóng được Phó gia đang rất tức giận, đang định tìm người ra gánh tội thay đó.
đàn em của Châu Chí Đường tên gì? Hi, Lâm Chánh Hi. Giúp tôi tung tin ra ngoài. Anh nói vụ án của Phong Hoa, đại ca không ưa có người tự tung tự tác, bắt Châu Chí Đường giao người. Châu Chí Đường muốn giúp em trai của mình lên chức, chắc chắn sẽ giao nộp Lâm Chính Hi. Chí Đường. Phó gia. Tôi kêu cậu chở hàng thôi mà, tại sao cậu lại gây ra án mạng chứ? Xin lỗi phó gia, là lỗi của tôi. Tôi không quản nổi đàn em. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Khờ quá đi. Tôi không biết quản đàn em thì có. Phó gia, tên hải quan gác cổng đó nghe chúng ta chở hàng cấm nên đã mở miệng đòi tiền, đòi tiền gấp 10 lần. Tôi đã cho người trừ khử hắn ta rồi. Lần này coi như tôi lấy công chuộc tội, tha cho tôi đi. Vậy sau này cậu ráng mà liệu lấy đi. Làm việc đừng để lại rắc rối nữa có biết không? Dạ biết. Cảm ơn phó gia. Mấy người nghe tin gì chưa? Vụ án Phong Hoa mới đây á, có người muốn truy tìm tên thủ phạm. Không phải đại ca cho người xử lý rồi sao? Vẫn chưa. Nghe nói một tên đàn em tự cho mình giỏi chạy đi giết người, làm cho đại ca rất tức giận đó. Không giết cũng giết rồi, không lẽ bán đứng người của mình. Nè, nhưng mà tôi nghe nói ông chủ muốn giúp em trai của mình lên chức, cho nên để đổ hết tội vào tên đàn em đã giết người đó. Khốn nạn vậy, vậy tên đàn em đó chơi ngu rồi. Thì đó. Anh bán đứng tôi theo anh lâu như vậy rồi, vẫn luôn coi anh như người anh lớn. Anh đối xử với tôi như vậy hả? Cậu nói gì vậy? Ngoài kia mọi người đồn ầm lên, anh muốn đẩy em trai ruột của mình lên chức, nên đẩy tôi ra làm vật thế tội. Cậu đừng nghe người ta đồn bậy bạ, bọn khốn đó muốn chúng ta nội chiến thôi. Anh muốn làm dịu tôi nên nói như vậy thôi, tôi sẽ không tính anh nữa đâu. Chúng ta ngồi cùng một thuyền mà. Anh cấm miệng đi. Anh bán đứng tôi trước mặt phó gia. Vụ án Phong Hoa anh đổ hết cho tôi. Rõ ràng là anh kêu tôi đi giết Tạ Hoàng Phong mà. Khẩu súng cũng là anh đưa cho tôi. Khẩu này nè, anh có nhận ra không? Đã ghi âm hết chưa? Dạ rồi. Xuất phát. Bây giờ cậu muốn gì đây? Anh bán đứng tôi chứ gì. Được thôi, để coi ai xin chết trước. Sếp, cứu tôi với sếp, cứu tôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi không sợ chết đâu, tôi xin chết cùng với hắn ta. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ok, bình tĩnh đã. Nghe tôi nói vài câu được không? Hắn ta bán đứng anh, bây giờ anh giết hắn, tội mưu sát đó, ngồi tù một gông luôn. Hắn chết rồi sẽ đi đầu thai, 18 năm sau lại có cuộc đời mới, như vậy có vẻ không thỏa đáng đúng không? Đừng tới gần đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh muốn trả thù phải không? Anh muốn trả thù không nhất thiết phải giết hắn đâu. Anh có thể ra tòa chỉ điểm hắn ta. Tôi cũng không ngại nói thật với anh, tất cả những gì hai người vừa nói đã được ghi âm lại, hắn không thoát tội đâu. Sao cậu cũng ở đây nữa vậy? Ê, khoan về sớm vậy chứ, tâm sự chút đi. Tôi không có gì để nói hết. Nghe tôi nói đã, lần trước thật xin lỗi, tôi muốn xin lỗi anh. Anh cũng biết cảnh khuyển rồi, ngoài việc truy tìm chất cấm giỏi ra, có những lúc chúng cũng rất nhạy cảm với thức ăn. Có lẽ lần trước xe anh có đồ ăn ngon quá, chúng ngửi thấy cho nên sủa thôi. Thật ngại quá, xin lỗi nha. Cậu nói nhảm cái gì vậy? Hắn là chủ mưu, chắc chắn tội sẽ nặng hơn anh. Bây giờ anh giết hắn chẳng phải là dễ giải cho hắn sao? Nghe tôi nói, bắt luôn hắn, cùng ngồi tù với anh vài năm, như vậy có công bằng hơn không? Châu Chí Đường, Lâm Chánh Hi, hai người bị tình nghi thông đồng mưu sát Tạ Hoàng Phong, đồng thời tàng trữ súng trái phép, bây giờ chính thức bắt giữ hai người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
算生永未遥远，但这刻渴望见，即使重聚再短，时光可变，世界可变，人情亦许多都变迁，有共情不变，那种真找不到缺点，你我再次相见，随年和月身心虽耗损，有共情从难扭转，心内那热恋仍是纯真未变。下雨天总挂念从前，球场上那可爱片段，突然又已一年，期望再会面旧朋友，就算生命未遥远，但这刻渴望见，即使重聚再短，时光可变，世界可变，人情亦许多都变迁，有共情不变，那种真找不到缺点，你我再次相见，随年和月身心虽耗损，有共情从难扭转，心内那热恋仍是纯真未变。Thank you.